Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Việt Nam từ ngày 10 tới 12 tháng 11 nhân thượng đỉnh APEC là một sự kiện đáng chú ý giữa lúc Việt Nam đang tìm cách vực dậy năng lượng cho mối quan hệ song phương sau khi ông Trump rút Mỹ ra khỏi TPP. Tuy nhiên, trong bối cảnh ông Trump đang vướng bận nhiều chuyện nội bộ của Mỹ với cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Hoa Kỳ đang ngày càng gây cấn và điểm nóng Triều Tiên, Hà Nội khó lòng kỳ vọng gì nhiều ở ông Trump trong chuyến đi này. Theo nhận định của luật sư giáo sư Vũ Đức Khanh tại Đại học Ottawa, Canada, một chuyên gia nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam muốn có các mối quan hệ kinh tế khăng khít hơn với Mỹ để thúc đẩy nền kinh tế vốn lệ thuộc vào xuất khẩu và giảm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Bắc Kinh chiếm 21% tổng thương mại quốc tế của Việt Nam trong năm 2016, tức là gần gấp đôi so với chục năm trước, trong khi Mỹ chiếm khoảng 13%, theo thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Việt Nam có phần chắc sẽ ve vãn ông Trump bằng cách giảm bớt những rào cản đầu tư và ký các thỏa thuận kinh doanh lớn để hạ nhiệt những chỉ trích về mức thặng dư mậu dịch với Mỹ tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua. Theo giáo sư luật Vũ Đức Khanh, hai điểm chính mà Việt Nam trông chờ khi đón tiếp Tổng thống Donald Trump lần này là sự tái cam kết trong chính sách an ninh tự do hàng hải ở Biển Đông, nơi Trung Quốc không ngừng lấn lướt trong tranh chấp chủ quyền, và một tín hiệu rõ ràng về chính sách thương mại của Washington với Thái Bình Dương, đặc biệt trong bối cảnh TPP tái khởi động không có Mỹ.